Vì sao xuất khẩu điều Việt Nam sang châu Âu tăng đột biến? Chủ đề xuất nhập khẩu được báo chí phản ánh nhiều trong ngày 23 tháng 5. Trong đó, đáng chú ý là thông tin xuất khẩu điều Việt Nam sang châu Âu tăng đột biến. Liên quan đến vấn đề xuất nhập khẩu, báo Đầu tư ngày 23 tháng 5 có bài nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng thêm gần 7 tỷ đô la Mỹ. Bài báo cho biết, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 4 tháng đầu năm 2022 tăng mạnh để phục vụ cho sản xuất tiêu dùng trong nước và các đơn hàng xuất khẩu. Riêng trong 4 tháng đầu năm, trị giá nhập khẩu nhóm hàng này là 7,54 tỷ đô la Mỹ, lũy kế 4 tháng đầu năm 2022, trị giá đạt 29,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,7%, tương ứng tăng 6,86 tỷ đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước. Tờ Tiền Phong đặt câu hỏi: vì sao xuất khẩu điều Việt Nam sang châu Âu tăng đột biến? Bài báo dẫn thông tin từ Hiệp hội điều Việt Nam cho biết, từ khi hiệp định EVFTA đưa vào thực thi, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam và Liên minh châu Âu có rất nhiều lợi thế. Thuế suất đối với các sản phẩm hạt điều nhập khẩu từ Việt Nam giảm về 0% thay vì con số dao động từ 7 đến 12% như trước đây. Năm 2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang EU đạt 135.000 tấn, tăng 16,5% về lượng và tăng 7,9% về trị giá so với năm 2020. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu điều sang thị trường này đạt 48,68 nghìn tấn, trị giá 290,23 triệu đô la Mỹ, tăng 21,8% về lượng và tăng 21,4% về trị giá so với tháng 3. Đáng chú ý, các nước thuộc khối EU như Hà Lan, Đức, Anh, Italia hiện đều nằm trong top 10 thị trường xuất khẩu điều của Việt Nam. Liên quan đến vấn đề thị trường, câu chuyện giá xăng tăng vẫn được nhiều tờ báo đề cập. Cụ thể, tờ Thanh Niên ngày 23 tháng 5 có bài giá xăng dầu phá kỷ lục, nỗi lo lạm phát. Bài báo cho biết, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu hôm nay ngày 23 tháng 5, giá xăng trong nước dự báo tăng tiếp, vượt mốc 30.000 đồng một lít, phá kỷ lục giá xăng cao nhất tại kỳ điều chỉnh trước. Đặc biệt, không chỉ xăng dầu, cuối tuần qua, hàng loạt công ty kinh doanh và sản xuất thức ăn chăn nuôi đều thông báo đến các nhà chăn nuôi một mặt bằng giá mới theo chiều hướng tăng từ ngày 25 tháng 5. Theo các chuyên gia, hầu hết các lĩnh vực chăn nuôi, đánh bắt thủy sản, xây dựng và bán lẻ đều bị ảnh hưởng lớn do xăng dầu tăng giá quá nhanh và liên tục. Giá xăng cũng là thủ phạm, có thể khiến giá cả nhiều hàng hóa tăng vào cuối năm. Tờ Vietnamnet ngày 23 tháng 5 có bài giá xăng nguy cơ tăng gần 1.000 đồng một lít, kỷ lục đắt đỏ nhất thế giới. Bài báo dự báo giá dầu sẽ tăng mạnh trở lại khi Trung Quốc cho mở cửa lại thành phố Thượng Hải sau giai đoạn chống dịch nghiêm ngặt. Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng nên giá xăng dầu trong nước ở kỳ điều chỉnh giá ngày 23 tháng 5 cũng sẽ tăng theo giá xăng dầu thế giới.